Trời ơi, thôi giục đi, giục đi. Con thấy lộn cái vali của nó thôi mà nó làm gì dữ quá. Thằng ngồi đẩy ra thằng nào? Dạ. Thằng nào? Dạ, dạ thằng Đức. Dù muốn dù không cũng phải là tung cái thằng thôi ra. Tìm cái vali gì cho tao. Dạ. Bọn đó, mở cửa. Chúng sợ ai đâu? Dạ. Đừng trốn khỏi tao. Mày. Chỉ có mấy thằng ngu nó mới trốn trong cái lưu. Con này chú. Con này chú. Người nào mà chưa chắc đây là tổng phạm á. Em sẽ về ông, ông bà không cần mua gì hết xe. Đứng lại ơi, chờ nữa. Đi để coi thằng ông ơi. Chạy rồi, chạy đi. Cái làng này nó kỳ lạ lắm. Vào thì dễ, ra thì khó. Em ơi, cho anh hỏi thăm cái. Em mới sợ. Gia đình ba sẽ bị thần linh trừng phạt. Đồ xấu xa, đồ đê tiện. Này, anh Lâm. Này, cái vali tao đâu? Đưa cho tao. Muốn lấy cái vali á, đâu phải đơn giản. Thả người ra trước đã. Bây giờ về nhà là thế nào tụi nó cũng tìm tới à. Rồi nó bắt tao nó đánh. Nó bắt mày đi làm gái đó. Tao nói cho mày biết nha. Làm em gái tao sướng làm gái là cực lắm đó. Tết nhất tới nơi rồi kiếm tiền về nhà ăn tết tao không chịu. Tao về tao mát mẹ. Tao nói mày đi làm gái. Anh ơi. Trời ơi. Web drama Về Nhà Ăn Tết được phát trên kênh YouTube Hồ Bích Trâm lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 7 tháng 2 năm 2021.